Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Giảm giá tới 100 triệu đồng, Chevrolet Trailblazer liệu có trở thành tân vương về doanh số? Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thị trường ô tô xe máy. Chevrolet Trailblazer đang được giảm giá 100 triệu đồng cho tất cả các phiên bản, trở thành dòng SUV có giá tốt nhất thị trường hiện nay, hứa hẹn tạo ra cú bứt phá mạnh mẽ về doanh số trong mùa hè này. Thương hiệu Chevrolet Trailblazer đã chinh phục người dùng với những dòng xe được trang bị công nghệ cao cấp cùng những tính năng an toàn hàng đầu. Trong tháng 5 này, dòng xe Chevrolet Trailblazer bất ngờ được giảm giá đồng loạt 100 triệu đồng, đem đến cho khách hàng sự lựa chọn về giá tốt nhất trên thị trường xe SUV hiện nay. Là chiếc xe SUV có giá tốt nhất thị trường, Chevrolet Trailblazer là dòng xe 7 chỗ tầm trung dành cho gia đình. So với các đối thủ cùng phân khúc, mức giá ưu đãi hiện nay của Trailblazer đang rất hấp dẫn, khi thấp hơn từ 200 cho tới 300 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Mức giá khởi điểm dành cho phiên bản 4x2 MT hiện chỉ là 785 triệu đồng, trong khi phiên bản cao cấp nhất cũng có giá chỉ hơn 900 triệu đồng. Đổi lại, khách hàng được sở hữu những chiếc xe Trailblazer tiện nghi, đẳng cấp vượt trội so với đối thủ. Đây được xem là sự lựa chọn vô cùng kinh tế, khi rất khó để khách hàng có thể kiếm được một chiếc SUV 7 chỗ đa năng, tiện nghi, kinh tế với mức giá dưới 800 triệu đồng. Khách hàng có thể sử dụng 100 triệu đồng ưu đãi cho các chi phí như bảo hiểm, trang bị phụ kiện, bảo dưỡng xe. Vì thế, Chevrolet Trailblazer hứa hẹn trở thành sự lựa chọn đầu tiên cho những ai đang có nhu cầu sở hữu chiếc SUV 7 chỗ. Những ưu điểm vượt trội của Chevrolet Trailblazer. Tuy sở hữu mức giá thấp nhất phân khúc, Chevrolet Trailblazer vẫn mang đến cho hành khách những trang bị tiện nghi vượt trội. Chevrolet Trailblazer có ngoại hình thể thao mạnh mẽ và cuốn hút đặc trưng. Phía chiếc xe vẫn sở hữu lưới tản nhiệt 2 tầng khỏe khoắn, kết hợp với cụm đèn LED cá tính chiếu sáng ban ngày trên phiên bản LTZ. Không gian bên trong rộng lớn và thoải mái với 3 dãy ghế. Dãy ghế cuối có thể gập ngang, tạo tỷ lệ 50-50, tạo thành không gian chứa đồ rộng rãi. Trailblazer an toàn hơn so với dòng xe SUV khác khi được trang bị 2 túi khí, công nghệ cảnh báo nguy hiểm và phanh an toàn thông minh, gồm có phanh ABS, hệ thống ESC, EBD, TCS giúp tài xế làm chủ được tay lái, hạn chế các rủi ro gây tai nạn giao thông. Về động cơ, Chevrolet Trailblazer sử dụng động cơ turbo diesel Duramax mới nhất, sản sinh công suất tối đa 161 cho đến 180 mã lực, mô men xoắn 380 đến 440 Nm, có sức mạnh vượt trội và khả năng làm chủ mọi địa hình mà vẫn tiết kiệm được nhiên liệu tối đa. Đáng chú ý, người lái có thể tùy chỉnh động cơ 4 bánh 4VD trong tích tắc, xe không bị trượt, mất đà, vẫn mạnh mẽ cản phá những đoạn đường khó nhằn. Bên cạnh đó, Trailblazer phiên bản LTZ còn được trang bị hệ thống lái trợ lực điện, xử lý nhanh với độ chính xác cao khi xe vào cua, đỗ xe, tạo cảm giác lái vững chắc. Ngoài ra, để hạn chế tối đa rủi ro khi lưu thông, xe cũng được trang bị khả năng cảnh báo điểm mù, phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ đỗ xe. Chevrolet Trailblazer có thể trở thành tân vương của phân khúc SUV về doanh số. Chevrolet Trailblazer kỳ vọng sẽ vươn lên trở thành một chiếc SUV 7 chỗ hấp dẫn nhất phân khúc. Thiết kế ấn tượng, công nghệ hiện đại so với các đối thủ đã trở thành ưu điểm lớn của Trailblazer. Đặc biệt, những tính năng về an toàn cho người dùng được ưu tiên chú trọng là một điểm cộng rất lớn cho sự bứt phá mạnh mẽ này. Những ưu điểm từ thiết kế cho đến trang bị công nghệ, động cơ đi kèm với mức giá hấp dẫn giúp cho Chevrolet Trailblazer trở thành một chiếc xe SUV 7 chỗ tầm trung đáng mua nhất dành cho mọi gia đình. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.